Hành là một loại cây rất là dễ trồng, ai cũng có thể trồng được và không cần quá nhiều nắng cũng như là quá nhiều cái diện tích. Chúng ta có thể tận dụng tất cả những cái đồ tái chế để có thể trồng hành được nhé. Về vật liệu trồng thì chúng ta có thể trồng bằng gốc hoặc là trồng bằng củ. Đối với cái loại hành trồng bằng gốc thì thời gian nó lâu hơn, thường là 25 ngày. Còn trồng củ thì thường là 11 đến 12 ngày là chúng ta có thể là được thu hoạch rồi nhé. Và có thể nói hành là một loại cây dễ trồng nhất trong hệ mặt trời, bởi vì nó có thể sống ở trong rất là nhiều môi trường khác nhau, ví dụ như có thể trồng thủy sinh hoặc là trồng môi trường là đất hoặc là chấu, chỉ cần có độ ẩm thôi là nó có thể lên được rất là dễ dàng nhé. Có thể thấy là có thể trồng trong đất hoặc là trong môi trường nước thì cây hành nó đều phát triển rất là tốt. Và chúng ta có thể trồng trực tiếp cái củ hành đó cắm xuống, hoặc chúng ta có thể cắt bớt cái phần đầu phía trên của cây hành đi, cái củ hành đi thì nó sẽ nhanh lên hơn và nó sẽ chia nhiều nhánh hơn nhé. Vài cái chai nhựa để ở ngoài cửa sổ hay là ban công là chúng ta đã có thể trồng hành để sử dụng hàng ngày được rồi nhé. Trồng hành từ gốc á, thì cái thời gian thu hoạch của nó sẽ là lâu hơn, nó khoảng từ 18 đến 25 ngày mới được thu hoạch. Nhưng mà có cái ưu điểm của nó là
khi mà đã trồng ban đầu thì nó lên rất là eo uột, nhưng mà khi nó đã lên tốt rồi á, thì những cái lần thu hoạch tiếp theo của chúng ta thì có thể sẽ được rất là lâu. Chúng ta có thể trồng một lần và mỗi lần ăn á, là chúng ta tước những cái bẹ đó, thì sau đó thì chúng ta có thể là cả năm sau là chúng ta không cần trồng lại nữa. Thì đó là cái cách mà có, đó là cái sự khác biệt giữa trồng củ và trồng lá. Nếu mà bạn là trồng củ thì thời gian đầu rất là nhanh được thu hoạch, nhưng mà chúng ta chỉ thu hoạch được 1-2 lần thôi là cây nó suy, nó tàn liền. Nhưng đối với cái hành mà các bạn trồng bằng gốc thì các bạn có thể thu hoạch được cả năm. Đó, đó là hai cái điểm. Nó lâu hơn, trồng bằng gốc thì nó lâu được thu hoạch hơn, nhưng nó lại được thu hoạch được nhiều lần hơn. Còn cái trồng bằng củ thì nhanh được thu hoạch, thu hoạch được số lần ít hơn.